chấn động, thầy Tử Vi báo trước tuần vàng hốt bạc tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nghét chật két. Quý vị thân mến, khi đã đi qua quá nửa đời người, liệu chúng ta có bao giờ nhìn lại về những gì đã trải qua trong quá khứ và đúc kết ra những bài học đắt giá trong cuộc đời hay chưa? Hay là bạn đã có thể lường trước được hết những biến cố trong tương lai sẽ xảy đến với mình hay không? Ở độ tuổi ngoài 50, có lẽ nhiều người đã ổn định hơn về cuộc sống, nhưng cũng còn rất nhiều người vẫn đang chật vật, vất vả trang trải cuộc sống và chỉ cần một bước sai thôi là sẽ mất hết tất cả, không biết bao giờ mới có thể gây dựng lại được mọi thứ. Chính vì vậy mà ai ai cũng rất tò mò muốn biết về vận trình của mình diễn biến ra sao trong tương lai để có thể an tâm mà bước tiếp. Và trong chương trình của ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ cho quý tín chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, về vận trình trong tháng 9 âm lịch 2024 này trên mọi phương diện của cuộc sống. Chỉ cần quý tín chủ nắm rõ được điều này, chắc chắn cuộc sống sẽ bước sang một trang toàn màu hồng, vạn sự vinh hoa. Cuộc sống sẽ luôn được bình yên, hạnh phúc mà không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng điểm qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Nam và nữ sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý, tức tuổi con chuột, thường gọi là Sơn Thượng Chi Thử, tức chuột trên núi, mệnh mộc, tang đố mộc, nghĩa là gỗ cây dâu. Những người tuổi Nhâm Tý 1972, mệnh tang đố mộc, thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng, là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều hiểu, biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. So với những mệnh mộc khác thì tang đố mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa, vì thế họ thường được sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Người tuổi Nhâm Tý, mệnh tang đố mộc, là những người có tấm lòng nhân ái, hiền hòa, lương thiện. Đối với họ, chữ nhân là cái gốc, là nền tảng để tu thân, lập nghiệp. Nguyên tắc phương châm sống này trở thành bất di bất dịch, cố hữu, nhưng tốt đẹp và cao quý vô cùng. Tuổi Nhâm Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Nhâm Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Tý khó có thể thay đổi được. Tuổi Nhâm Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi anh ta về bất kỳ lĩnh vực gì, tuổi Tý sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng, sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Nhâm Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì, họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Nhâm Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Nhâm Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ,
tuổi Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Xem tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Nhâm Tý âm lịch, cục diện tam hợp thái tuế, báo hiếu tháng mới đầy sự khởi sắc với con giáp này. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa, ít căng thẳng, công việc được dự báo rất hanh thông. Tháng này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tháng này, Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh. Bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Nhâm Tý khá rực rỡ, đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu. Cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp vợ chồng cần chú ý, kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Về tình hình sức khỏe trong tháng 9 năm 2024 âm, tuổi Nhâm Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Nhâm Tý, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Nhâm Tý nam nữ mạng sinh năm 1972 tháng 9 âm. Bước sang tháng 9 âm lịch, công việc của người tuổi Nhâm Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh. Thời điểm này các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng của họ, quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt. Vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhắc nhở con giáp này, chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn đúng mực, làm việc chăm chỉ thì dù có tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Tý nam nữ mạng sinh năm 1972, tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Nhâm Tý bước sang tháng 9 âm sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế đều giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải chờ thời cơ thích hợp. Dù vậy phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đều đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ. Ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng,
tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Tháng này bát bạch tài tinh bay vào hướng chính tây, đây được coi là phương vị dưỡng tài khí. Tài dưỡng vị này bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh buôn bán thêm thuận lợi, dễ phát tài, phát lộc. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Nhâm Tý, nam nữ mạng sinh năm 1972, tháng 9 âm lịch 2024. Người chồng vợ thấu hiểu yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác, tiền bạc không còn là thước đo như trước đây. Người tuổi Nhâm Tý nhận ra rằng, khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thực sự là điều đáng quý. Thủy giữ kim vợ chồng tuổi Nhâm Tý tháng này đang có nhiều cơ hội bên nhau, hãy lấy thời gian này để hâm nóng lại tình yêu đôi lứa. Các tinh mang theo các khí, có thể sẽ có nhiều tin vui, chuyện mang thai sinh nở cũng dễ dàng hơn. Có thể đặt tượng Quan Âm Tống Tửu trong phòng ngủ để phong thủy dưỡng hơn, giúp chuyện con cái được suôn sẻ. Về phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý nam nữ mạng sinh năm 1972, tháng 9 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 9 âm lịch này, và hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân bạn bè, hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí dưỡng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú chuột cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 9 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi gán màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo là những lời cảnh báo của các nhà tiên tri tử vi về vận mệnh của tuổi Nhâm Tý, nguy cơ hao tài. Sự độc đoán nóng dội sẽ khiến bạn hao tài tốn của, vì thế con giáp này cần học cách lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, đặc biệt là những người có kinh nghiệm. Bản mệnh cũng cần hết sức cẩn thận việc kết giao trong tháng này, nhất là với những ai chập chững bước vào lĩnh vực nào đó. Nếu kết thân nhầm với kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời lừa lọc, đầu tư không đúng chỗ, tiền tiêu tốn kém, các nhiệm vụ đều tiến hành dở dang, khiến bạn không thể nhận được các khoản tiền thưởng lời lãi như mong muốn, thậm chí bạn còn thụt lùi nếu so với đối thủ và đồng nghiệp xung quanh mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ, chớ hành xử nóng nảy theo cảm xúc nhất thời, kẻo đẩy bản thân vướng vào họa kiện tụng, thì phi phải mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải tốn một số khoản kha khá cho việc sắm sửa, chăm chút mình, cũng như chăm sóc sức khỏe, vì thế hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không để mình vào cảnh cháy túi. Theo tử vi tháng 9 năm 2024, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Nhâm Tý. Nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Xem tử vi tuần 1. Tuổi Nhâm Tý trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Nhâm Tý thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này, thực thần sẽ mang đến cho bản mệnh những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ, hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân. Từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian nghỉ dịch,
đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi giả. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân. Bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể. Gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Xem tử vi tuần 2. Người tuổi Nhâm Tý trong thời gian này hung cát đang xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh. Người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi Nhâm Tý thực sự chẳng mấy may mắn. Hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt, kiếp tài làm cho thua lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính, tránh những rủi ro và đầu tư vào những là lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Nhâm Tý đang trải qua một thời gian đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn, để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Quý nhân, Sửu, thân. Tiểu nhân, Mão, mùi. Màu sắc may mắn, trắng, tám. Xem tử vi tuần 3. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người tuổi Nhâm Tý sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Nhâm Tý. Bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Quý nhân, thân, thìn. Tiểu nhân, mão, tỵ. Màu sắc may mắn, hồng, tám. Xem tử vi tuần 4. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý cơ bản là tiến trần thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính,
chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Nhâm Tý phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chịu ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết dang dở. Quý nhân, Thân, Tuất. Tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận hạn tháng 9 âm của cô bác tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là Nam Mạng, Nhâm Tý 1972. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Xem tử vi năm 2024 theo sao chiếu mệnh, Thái Âm là cát tinh. Năm có sao này chiếu thì cuộc sống vui vẻ, ít phiền muộn, tiền tài đều dượng, có lộc kinh doanh buôn bán hoặc bất động sản. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Hạn này chủ yếu gây kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có tin buồn tang chế trong nhà. Vận niên. Vận niên Nam Mạng Nhâm Tý là kê hồi duyên. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Nam Mạng gặp vận niên là kê hồi duyên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Tình cảm, gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tính trong gia đình. Hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ tác động tiêu cực do hạn tuổi, sao chiếu mệnh gây ra, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, tuổi Nhâm Tý 1972. Được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, đeo mặt bạc Phật bản mệnh bên người, có thể có công việc suôn sẻ, tiền bạc dư dả, cuộc sống bình an hạnh phúc. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Tiếp theo là nữ mạng Nhâm Tý, sinh năm 1972. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là tán tinh, gây hao tán mạnh về tiền bạc,
Dân gian có câu thái bạch quét sạch cửa nhà, công việc làm ăn có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn thiên la. Năm gặp hạn thiên la cần đề phòng đau yếu không khỏi, hao tốn tiền bạc. Ngoài ra, dễ bị lừa gạt trong chuyện làm ăn, có kẻ xấu giăng sẵn bẫy chờ, hết sức tỉnh táo và thận trọng. Vận niên nữ mạng Nhâm Tý là kê hồi duyên. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng gặp vận niên là kê hồi duyên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Tình cảm, gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tính trong gia đình. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thái bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao thái bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ quá sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách quá giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xe ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ tác động tiêu cực do hạn tuổi, sao chiếu mệnh gây ra, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh. Tuổi Nhâm Tý 1972 được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, đeo mặt Phật bản mệnh bên người để công việc suôn sẻ, tiền tài dư giả, cuộc sống bình an hạnh phúc. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh thổ, nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ, vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Con giáp tuổi Nhâm Tý, sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng 2 âm lịch là những người tự tin từ nhỏ, họ không phàn nàn quá nhiều về cuộc sống của mình. Người sinh tháng âm lịch này sẽ luôn hành xử cẩn thận và nghiêm túc, không khiến người khác phải hiểu lầm về mình. Con giáp tuổi Nhâm Tý sinh tháng này không có việc gì cần lo lắng, vì hầu như họ có mọi thứ. Sau khi trưởng thành, những người này có thể trở thành những người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó. Họ không cần phải nỗ lực vượt khó, mà luôn thuận lợi leo lên đỉnh ở nơi làm việc. Sức quyến rũ của họ cũng rất mạnh mẽ, nhờ đó con giáp tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch không cần chủ động tấn công khi theo đuổi người khác giới. Họ thường được người khác theo đuổi khi đã nắm phúc trong tay, biết cách để chăm lo cho mình và người yêu một cuộc sống thịnh vượng. Con giáp tuổi Nhâm Tý sinh tháng 9 âm lịch. Xem ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng 9 âm lịch là người ít nói, trầm tính nhưng thông minh từ nhỏ. Tuy họ không nói nhiều nhưng khi cần thì tài diễn đạt cũng không tồi. Con giáp tuổi Nhâm Tý sinh tháng âm lịch này có thể sắp xếp công việc một cách trật tự, thỏa đáng để không xảy ra biến cố gì.
ở nơi làm việc họ không thích quá nổi bật, quá đề cao năng lực của mình với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, người sinh tháng âm lịch này có thể chứng minh khả năng của những hành động thiết thực, quản lý mọi thứ một cách ngăn nắp. Điều này cũng được áp dụng khi họ theo đuổi người nào đó để bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Con giáp tuổi Nhâm Tý, sinh tháng 9 âm lịch, rất ít khi thua người khác. Họ thành công đạt được mục tiêu cuộc đời của mình, có tài năng nổi bật và tương lai thịnh vượng. Họ là người có khả năng kiếm tiền và biết dung dáng cho hạnh phúc. Con giáp tuổi Nhâm Tý, sinh tháng 11 âm lịch. Bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng 11 âm lịch, luôn được bao bọc bởi vận may. Họ cũng khá thông minh, luôn chiêm nghiệm để nắm vững các quy tắc trong cuộc sống, để tìm cho mình cách phát triển và vị trí ổn định. Kinh nghiệm sống luôn dành cho con giáp tuổi Nhâm Tý sinh tháng âm lịch này những bài học quý báu, giúp họ có thêm kinh nghiệm và tìm được cách ứng phó với các khó khăn thử thách. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 11 âm lịch tuy là người thấp bé nhưng rất thông minh. Họ luôn tránh được những cuộc tranh chấp không đáng có và đạt được những vận may để kinh doanh hiệu quả, kiếm tiền ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Nhâm Tý sinh tháng âm lịch này có khả năng giàu có trước tuổi 40, đường tình duyên khá viên mãn, khiến mọi người xung quanh không khỏi suýt xoa ghen tị. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tưới cây cần tưới vào dễ, kết giao người phải xét chân tâm. Người ai vua nịnh nọt khi bản năng quan trường rộng mở, vì chỉ là bản đồ qua đường. Còn người ở lại lúc bạn nghèo túng khốn khó mới thực sự là người có thể chung hoạn nạn, mới đáng kể để kết giao lâu dài. Tình bạn là như thế, tình yêu cũng như thế. Chuyện tình cảm trên thế gian này đều phải đợi thời gian giúp bạn sàng lọc ra ai mới là người đối với bạn thật lòng thật dạ. Trong quyển sách Bản chất của cô độc có một câu nói: người không yêu ta thì tình yêu sẽ chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Cả đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng người có thể đi cùng chúng ta hết chặng đường này lại vô cùng ít. Người đối tốt với bạn không cần dùng những lời hoa mỹ để nói cho bạn biết, mà sẽ dùng hành động để thể hiện lòng mình. Nguyện cho tất cả những người cho đi chân tình sẽ nhận lại được chân tình. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.